Ngày ấy đạo pháp đến với tôi với bao nhiêu phép lạ màu nhiệm trong đời khi dòng tâm thức đã thể nhập. Những tình thương và ân điển của Ngài đã làm cho cuộc đời của tôi thay đổi và như lạc vào một giấc mơ. Tôi ước mơ tinh tấn tu hành để sớm được khai ngộ. Ngày ấy có em đi Tây Địa Đàng, ngày ấy có em đến với đời tôi. Em đã cho tôi bao nhiêu thần thoại, dù giấc mơ tôi quên hết chuyện đời. Ca sĩ Lâm Minh Thi và Vân Lê Trinh sẽ gửi đến quý vị bài hát Ngày ấy có em. Ngày tháng bên em xa rời luân hồi,
nhạc trời đang lối mình mãi sông trời. Ngày tháng bên anh xa rời luôn buồn, xa rời luôn buồn. Nhạc trời đang lối mình mãi sông trời.